Cuốn 64 Kinh. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Tu Bồ Đề: Thế nào là pháp chướng ngại của thiện nam tử khi cầu đạo Bồ Tát? Tu Bồ Đề đáp: Kiều Thi Ca, có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu đạo Bồ Tát chấp thủ tâm tướng, tức là thủ tướng thí ba la mật, thủ tướng giới ba la mật, tướng nhẫn ba la mật, tướng tấn ba la mật, tướng thiền ba la mật, tướng bát nhã ba la mật, thủ tướng nội không, ngoại không, nội ngoại không, cho đến tướng vô pháp, hữu pháp không, thủ tướng bốn niệm xứ, cho đến tướng tám thánh đạo phần, thủ tướng Phật mười lực, cho đến tướng 18 pháp không chung, thủ tướng chư Phật, thủ tướng thiện căn của chư Phật, hòa hợp hết thảy phước đức ấy, thủ tướng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Kiều Thi Ca, ấy gọi là sự chướng ngại của thiện nam tử, thiện nữ nhân khi cầu Bồ Tát đạo, vì sự ấy nên không thể không bị chướng ngại khi tu bát nhã ba la mật. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì sắc tướng không thể hồi hướng, thọ tưởng hành thức không thể hồi hướng, cho đến trí nhất thiết chủng tướng không thể hồi hướng. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khai thị giáo hóa, làm lợi ích vui mừng cho người khác về vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khai thị giáo hóa, làm lợi ích vui mừng cho người khác về thật tướng hết thảy các pháp, nếu hư thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo khi tu thí ba la mật, không nên phân biệt rằng ta bố thí, ta trì giới, ta nhẫn nhục, ta tinh tấn, ta nhập thiền, ta tu trí tuệ, ta tu nội không, ngoại không, nội ngoại không, cho đến ta tu vô pháp, hữu pháp không, ta tu bốn niệm xứ, cho đến ta tu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nên như vậy khai thị giáo hóa, làm lợi ích vui mừng cho người khác về vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu khai thị giáo hóa, làm lợi ích vui mừng về vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như vậy, thời tự không có sai lầm. Cũng như Phật thuyết pháp, khai thị giáo hóa, làm lợi ích vui mừng, làm cho thiện nam tử, thiện nữ nhân xa lìa mọi pháp chướng ngại. Bấy giờ Phật tán thán Tu Bồ Đề: Lành thay, như ông vị Bồ Tát nói các sự chướng ngại, Tu Bồ Đề, ông nay lại nghe ta nói tướng chướng ngại vi tế. Tu Bồ Đề, hãy nhất tâm khéo nghe. Phật bảo Tu Bồ Đề: Có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà thủ tướng niệm Phật. Tu Bồ Đề, tướng có thể thủ đều là tướng chướng ngại. Lại đối với thiện căn có được của chư Phật ở khoảng trung gian, từ sơ phát tâm cho đến khi vào pháp vị mà thủ tướng ức niệm, thủ tướng ức niệm rồi hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tu Bồ Đề, tướng có thể thủ đều là tướng chướng ngại. Lại đối với các thiện căn của chư Phật và đệ tử và thiện căn của chúng sanh khác mà thủ tướng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tướng có thể thủ đều là tướng chướng ngại. Vì sao? Vì không nên thủ tướng mà ức niệm chư Phật, cũng không nên thủ tướng mà nghĩ đến thiện căn của chư Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy rất sâu xa, Phật dạy vì thường xa lìa hết thảy pháp. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ kính lễ bát nhã ba la mật. Phật bảo Tu Bồ Đề: Bát nhã ba la mật ấy không khởi không tác, nên không có năng đắc. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy pháp cũng không thể có được. Phật dạy: Hết thảy pháp một tánh, chẳng phải hai tánh. Tu Bồ Đề: Một pháp tánh ấy cũng vô tánh, vô tánh ấy tức là tánh, tánh ấy không khởi không tác. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu biết các pháp một tánh là vô tánh, không khởi không tác, thời xa lìa hết thảy tướng chướng ngại. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy khó biết khó hiểu. Phật dạy: Như lời ông nói, bát nhã ba la mật ấy không có kẻ thấy, không có kẻ nghe, không có kẻ biết, không có kẻ hiểu, không có kẻ đắc. Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Như lời ông nói, bát nhã ba la mật ấy không từ tâm sanh, không từ sắc thọ tưởng hành thức sanh, cho đến không từ 18 pháp không chung sanh. Luận hỏi: Nếu trái với vô ngại gọi là ngại, cớ sao Đế Thích lại hỏi ngại? Đáp: Pháp chướng ngại của Bồ Tát Vi Diệu hợp vào các thiện pháp, người lợi căn hiểu được, người độn căn không hiểu. Vì khó hiểu nên ở trước Phật còn hỏi lại: Pháp chướng ngại là những gì? Đó là Bồ Tát phân biệt về tâm san lẫn, tâm bố thí, tâm bỏ san lẫn, tâm thủ tướng bố thí, ấy gọi là thủ tâm tướng. Biết vật bố thí quý tiện, biết tu tập bố thí có thể cho tất cả. Thủ tướng về các thiện pháp bố thí ba la mật
Thế cho đến phước đức tùy hỷ ấy, tùy là diệu, song do trong chấp ngã, ngoài chấp ngã nên rơi vào pháp chướng ngại. Thế như ăn tuy thơm ngon, ăn qua rồi sinh bệnh. Trong đây Tu Bồ Đề nói nhân duyên, tướng các pháp sắc vân vân rốt ráo không, nên không thể hồi hướng đạo vô thượng được. Nên nói tướng chướng ngại, nay nói tướng không chướng ngại, tức là Bồ Tát muốn giáo hóa đạo vô thượng cho người khác, phải đem thật pháp khai thị, giáo hóa, làm lễ vui mừng, nghĩa thị, giáo lợi, hỷ như trước đã nói. Thật pháp là rất các ước tưởng phân biệt, nên nói khi bố thí không phân biệt rằng ta cho, vân vân. Nếu giáo hóa được như vậy, được hai thứ lợi: một, tự không có sai lầm; hai, cũng như pháp Phật chứng được đem giáo hóa người khác. Trái với vô lượng tướng chướng ngại như vậy, gọi là tướng không chướng ngại. Hỏi: Phật đã tán thán Tu Bồ Đề nói về tướng không chướng ngại, nay cớ sao còn tự nói tướng chướng ngại phi tế? Đáp: Phật cứ theo lực Tu Bồ Đề mà tán thán, ông là người bỏ chúng sanh mà có thể nói được tướng chướng ngại của Bồ Tát. Tướng chướng ngại phi tế, lực Tu Bồ Đề không thể biết kịp được. Thế nên Phật tự nói tướng chướng ngại phi tế, ông hãy nhất tâm khéo nghe. Vì sao vậy? Bồ Tát dùng tâm thủ tướng niệm Phật đều là chướng ngại. Tướng vô tướng là bát nhã ba la mật, Phật từ trong bát nhã xuất sanh cũng là tướng vô tướng. Tâm chấp trước thiện căn thủ tướng hồi hướng là quả báo có tận cùng của thế gian, bị tạp độc nên không thể được đạo vô thượng. Hỏi: Trên nói chướng ngại thô, nói là chấp thủ tướng, nay trong chướng ngại vi tế cũng nói là chấp thủ tướng, có gì sai biệt? Đáp: Trên nói ta là người cho, kia là kẻ nhận, nay chỉ nói thủ tướng. Lại nữa, nay nói các Bồ Tát niệm Phật Tam Muội nên tướng vi tế, sự chướng ngại trong người có tâm vi tế ấy gọi là chướng ngại vi tế. Tu Bồ Đề biết điều Phật dạy thâm diệu, chẳng phải mình biết được, thế nên tán thán rất sâu xa. Phật dạy hết thảy pháp thường xa lìa tướng. Phật dạy bát nhã ấy để hết thảy pháp, để hết thảy pháp nên tướng vi tế không vào trong bát nhã ba la mật được. Tu Bồ Đề hoan hỷ thưa: Con sẽ làm lễ bát nhã. Ý Tu Bồ Đề nghĩ rằng ta hiểu được tướng bát nhã ba la mật rất sâu thẳm, nên phát tâm ta nên làm lễ. Phật dạy bát nhã ba la mật ấy không khởi không tắt, nên mười phương như hằng hà sa Phật còn không nói được, huống ông là người thanh văn làm sao nói được. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải chỉ bát nhã mà hết thảy pháp đều vô tri vô đắc. Phật dạy các pháp một tánh không hai, một tánh tức là tánh rốt ráo không không hai, là không có vừa rốt ráo vừa không rốt ráo. Một pháp tánh tức là vô tánh, không nên chấp trước, không nên thủ tướng rốt ráo không. Vì sao? Vì do nhân duyên hòa hợp sanh. Tu Bồ Đề nghĩ rằng nếu vô tánh tức là tánh vì không khởi không tác, tức sự khổ đời sau không còn tiếp nối, biết được bát nhã ba la mật như vậy, mọi chướng ngại đều xa lìa. Nếu xa lìa các chướng ngại, thời tự tại được vô thượng đạo. Tu Bồ Đề nghe nói như vậy nghĩ rằng ta cho là được, Phật bảo chẳng được, bát nhã ba la mật ấy khó hiểu khó biết. Phật đáp: Chẳng phải riêng ông khó mà hết thảy chúng sanh không có ai thấy, không có ai nghe, không có ai biết, không có ai hiểu, không có ai được. Mũi lưỡi thân không biết, ý không hiểu không được, bát nhã ba la mật ấy vượt quá 6 cách biết của mắt tai vân vân, nên nói hết là khó hiểu. Tu Bồ Đề vào trong bát nhã sâu xa, trí lực cùng cực nên nói là chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy bát nhã ấy chẳng phải tâm sanh, chẳng phải năm uẩn sanh, cho đến chẳng từ 18 pháp không trùng sanh, vì không tướng sanh. Hỏi: Nếu nói từ tâm sanh, cớ sao lại nói năm uẩn? Trong năm uẩn, thức uẩn tức là tâm. Đáp: Trước nói tâm là lược nói, sau nói năm uẩn vân vân là nói rộng. Năm uẩn cho đến 18 pháp không trùng có thể làm nhân duyên cho bát nhã, chứ không thể sanh bát nhã. Thì như gió mạnh trừ mây, làm cho mặt trời mặt trăng xuất hiện, chứ không thể làm ra mặt trời mặt trăng. Giải thích phẩm Vô Tát thứ 43, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Vô Tiêu Xí thứ 41. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng bát nhã ba la mật ấy không làm. Phật dạy về tác giả không thể có được, sắc không thể có được, cho đến hết thảy pháp không thể có được. Bạch Đức Thế Tôn: Nếu Bồ Tát Ma Tát muốn tu bát nhã ba la mật nên tu thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề:
Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu sắc là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu thọ tưởng hành thức là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu sắc thường vô thường là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng thường vô thường là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu sắc hoặc khổ hoặc vui là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng hoặc khổ hoặc vui là tu Bát Nhã Ba La Mật. Không tu sắc là ngã phi ngã là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng là ngã phi ngã là tu Bát Nhã Ba La Mật. Không tu sắc tịnh bất tịnh là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng tịnh bất tịnh là tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì cớ sao? Vì sắc ấy tánh không có sở hữu gì, làm sao có thường vô thường, khổ vui, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, thọ tưởng hành thức tánh cũng không có sở hữu gì, làm sao có thường vô thường cho đến tịnh bất tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng tánh không có sở hữu gì, làm sao có thường vô thường cho đến tịnh bất tịnh. Kinh Đại Bát Nhã ghi: còn không thấy sắc thọ tưởng hành thức, huống thấy sắc thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, vân vân. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu sắc chẳng đầy đủ. Kinh Đại Bát Nhã ghi: viên mãn là tu Bát Nhã Ba La Mật, không tu thọ tưởng hành thức chẳng đầy đủ là tu Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không tu trí nhất thiết chủng chẳng đầy đủ là tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc chẳng đầy đủ ấy chẳng gọi là sắc, như vậy cũng chẳng tu là tu Bát Nhã Ba La Mật. Thọ tưởng hành thức chẳng đầy đủ ấy chẳng gọi là thức, như vậy cũng chẳng tu là tu Bát Nhã Ba La Mật. Cho đến không tu trí nhất thiết chủng chẳng đầy đủ ấy không gọi là trí nhất thiết chủng, như vậy cũng chẳng tu là tu Bát Nhã Ba La Mật.